Rồi, gia đình sẽ mời cả nhà bữa trưa nhá. Mời bố nhá. Nhìn tóc này nó còn. Đây là ba chị. Trang đây con ăn gì ngủ đấy? Ngủ đi. Trang gì để chị xã lấy đó? Con ăn con. Cơm làm đấy. Mệt mỏi. Như thế mình mới... Đấy là đi thông quan. Con mà là con gái thì không thảo xuống này. Con là con trai con vô tư. À ừ, con trai thì à. Nó đỡ bị đau. Nhưng mà thịt này con thấy ngon. Không cay. Ừ. Nhưng mà chắc chắn bố nghĩ là không phải cái gói đấy đâu. Gói hồng. Không phải gói đấy. Con ăn xương không? Bố lấy xương. Này ăn được linh tinh sáng nay nè. Anh dán 3 cái xúc xích. Thì con Trang ăn hết phải 2 cái rưỡi nè. Bố ăn được mấy miếng? Con này phải không cho ăn sáng. Ừ. Thế vừa lấy lại ăn mấy miếng bánh kia nữa thì thôi chắc là cũng ngang rồi con. Con còn ăn hết ra đấy không? Buôn rau đi rau nhà mình nè. Giới thiệu cả nhà đây là rau muống nhà mình nhá. Rau muống nhà Trần. Ở quê thì được cái rất là nhiều cái rau nhà mình ăn được. Không phải sợ thuốc cái gì cả. Rau này ngọt. Nó còn nhà mà đi không đâu. Nhà. Không. Không gặp thuốc. Nhà. Còn lên trong góc thế này. Toàn đồ à. Của nhà Trầm được. Buổi chiều là chả sẽ ra quay cho cái ruộng vườn ngay trước mặt. Toàn rau củ quả. Ừ. Mình ở quê mà nên ra là đất nào cũng là ấy mà. Trồng rau hết rồi. Trang ăn con ăn thử này. Giòn dã man, con ăn không? Ngon lắm, ngon đấy. Ừ. Ba được mà. Được, nó cũng ngon rồi. Đây cả nhà này. Đây là miếng tóp mỡ này. À, tóp mỡ với cả ớt này. Ăn để thôi phê. Ăn cái thôi rồi luôn. Nhà sẽ hôm nay ăn rất đơn giản thôi. Một đĩa bắp khô, một đĩa thịt ba chỉ rang, hai loại rau, đó là đỗ, nhà Trầm được. Và rau ngót nữa cả nhà. Bố mình 80 tuổi rồi đấy, nhưng mà trồng rau củ quả cho các con các cháu ăn. Lại có con rồi nữa. Còn đây tí nữa chuẩn bị cô con dâu ở đằng sau đã. Tôi sẽ giới thiệu với cô con dâu của Vu thôi. Ăn không ăn đâu, đâu không ăn. Vào chưa? Vào rồi, bắt đầu vào. Đây, đây là bà xã mình. Trồng rau trên tầng 5 nhưng mà cô rau chuẩn bị nha. Rau nó cứ lên được gọi là rau bao tử là ăn thôi cả nhà, chứ không để tốt. Rất là ngon. Người ta bảo ăn như thế ăn khôn đấy, nhưng mỗi tội này ăn đến đâu hết đến đấy, trồng tiếp được sau. Trồng nhiều lắm, bây giờ các gốc cây nó nhiều đất nhỉ, sang nhà chỗ nào cũng có rau luôn. Chuẩn bị rau mầm luôn hết các kiểu.
Trên đấy lại còn bể bơi ấy. Buổi chiều nào thì mấy bố con được tắm nhỉ? Có ăn nữa không? Bố bảo rồi, sáng bố dán ba cái bánh, ba cái xúc xích. Thì con dâu ăn hết 2 cái rưỡi. Chắc phải hết 2 cái rưỡi, 3 cái. Bố chỉ ăn 7 miếng thôi. Bây giờ con no, con lại ăn cả cái bánh này nữa. Không ăn gì đâu, bố gọi dậy bố nấu cho nhà không ăn. Sáng nè, 6:30 dậy gọi bố. Bố dậy đi, bố bảo nằm như thế 5 phút dậy con. Thế là cuối cùng là con lại ngủ cho bố con ngủ đó. Em gọi được 6:30 con ngủ dậy đấy. Đấy, bố ơi mai 6 giờ dậy nhé. Bố gọi 6 giờ mà bố gọi dậy được thôi. Đi học thế nha, bình thường nếu mà đi học chuẩn nha, hôm nay không thi nha. Không nói. Nhưng mà bình thường mà thi nhá, đi học bình thường nhá, là minh lúc nào thế gọi quát vùng dậy luôn. Nhưng mà bố xuống dưới nhà lúc nào phải tầm 10 phút thì bắt đầu con đi xuống. Bố thì gọi Min ơi, đấy là mưa nào liều à, gần đấy là quay nhá không. Ba cầm cái cua bên và khổ quá vào đi con nó ra như chơi nhá. Nó bắt tâm. 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 Nó không ăn đâu. Thật là không ăn đâu. Linh ra đi, đi thường đi. Đi con rồi. Dạ. Đi con rồi. Không hả? Con đi bố rồi. Không phải sao. Mẹ cũng tập cô ra cười. Cô ra cười, cô ra cười, cô ra cười, cô tròn như thế. Đang nằm ôm thì vừa ôm học rất con cứ đang ngủ còn lâu rồi đấy. Ngủ còn lâu nhau, ngủ cũng nhau. Ôm gối cho rất chân. Bà ngoại con. Nhà mình có bác Huyện nhỉ? Có Huyện ngủ ấy. Không hay nằm mấy đâu mà bác Huyện ngủ ngả ngoài tá. Anh ngủ anh phải nghiêng không? Nghiêng lại chỉ nghiêng bên trái không? Nhưng mà khoa học người ta nói là nghiêng bên trái không? Hôm nay cũng phải mấy tháng nữa mới được dậy. Ít nhất vào bước hậu cũng phải qua 17 chốt. Ngủ thì không đi đâu làm gì. Đâu ở nhà nghĩ mà ăn khổ. Đấy, ở nhà ba chỉ ra xem cái cạnh ngon này. Thằng đầu tiên thằng con trai đây bảo là không ngon. Cuối cùng bây giờ vào cầu ăn bát nữa. Không bỡ quá. Cái nào không? Nó, ba chỉ đi, con rang trái cạnh thì nó phải có mỡ. Với cả lúc đầu mình phải cho vào một ít cho đỡ sát. Đấy là bí quyết tại sao con thích ăn đồ của con. Mẹ nấu là món gì lắm. Bố nấu đi con. Mẹ con chỉ làm được đồ ăn vặt thôi. Chuẩn. Bữa cơm sở trường chỉ có bố dạy thôi. Bà ăn được, cháu ăn được. Khi cho mẹ nấu thì bà không ăn được. Mình cháu không được. Làm bánh ngon, ăn tôm với bánh trung thu ha. Kiểu này. Thế hơn. Cứ bảo gà như thằng gà cái bà kia bà chưa cho mình, chưa ship cho mình đồ đầu. Bà nhắn tin thì cái chị đấy. À xong 2 giờ cơm rồi. Gần 2 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 2, bảo là đầu giờ chiều nay mà chị không có thì thôi. Chị khoảng một ship em nữa mà chị biết rồi. Được. Thằng nhà Dung. Nhà cái anh Dung bé. Đứa người gái học với anh Huyện. Gà không? Con mua gà. Chị Trang ăn đi rồi hết này, chiều là nó xỉu hú. Dung dung. Để con ăn hết. Dung dung. Không ăn, không ăn. Để con ăn. Ừ, ăn như thế là chị ân. Dạ. Tôi đưa người chị ân.
Mình gọi nó là chị thôi. Đó, gọi bố nó bằng anh rồi nhá. Ngủ mắc tay thế. Nó cho bố cấp lên phân lượng nhớ. Có nghĩa là rằng nhà thầy nhà mình, thầy nhà mình thì con thầy hay bảo là gọi bằng anh. Bây giờ giờ sang đằng bu thì bu lại bảo là con lại được là anh rồi đấy. Cho bố yên đá. Nhưng mà đúng là sau những ngày dịch này các ngày đi làm không ăn được bún phở nữa nhỉ. Ăn cơm quen đấy. Không thích ăn bún. Con thích mê muội bún. Con thích mình biết rồi. Mình tránh cao bằng này thì mình lại không đỡ được. Bảo sao bảo bốc phút vợ. Chị đã tránh là để mình ăn cho ngon, ăn cho tự nhiên. Không, thế không, mà mình không để ý lắm. Không ngờ mà từ lúc bây giờ mình cứ thế mình ăn. Còn một cam rất trên. À, black cam. Oh. Ở trên đi, bảo là trên này đi. Và đúng không? Sao này con không thấy gu đội khăn tấn thế nhỉ? Đi đâu mà mới đội chứ? Ở nhà đội em đi. Để ra em sinh. Mua thầy mua sinh. Thật không? Đấy mới gọi là bà bu cổ điển. Như bây giờ mấy bà mẹ ấy là mẹ mẹ ấy sinh em mà. Mẹ sinh lắm. Bin là Bin này hỏi mẹ Bin là Bin hỏi mẹ đây nè. Hỏi đi. Các mẹ có nhận không? Chắc chắn là nhận. Bên em mẹ xin cái thiệp đi. Chứ sao? Để cái kia là hoa nhài. Xong mở ra, cổ lại ra. Nó cũng mùi hoa nhài hơn. Đó. Chưa? Đấy. Ừ. Nó là thằng bom nó mới nhảy. Có nghĩa điều hòa đấy nó thả cái mùi hoa nhài đưa ra đây nhá. Còn là bom nó không thích mùi nhài. Nó không thích mùi hoa nhài ấy. Mùi này là không thích. Có nghĩa là thằng đấy không ăn được dầu mỡ ấy. Dầu mỡ này nó không thích. Tinh. Thằng đấy nó khó ăn, thằng này khó ăn. Thằng cu bin ngày xưa cơ mà ăn uống khổ nó. Rất may là bây giờ là có những cái đồ để không. Thích được. Còn con thích được. Nhưng thằng này thích ăn đồ Tây. Thằng này ăn pizza, burger, các thứ đồ Tây được. Thằng bong không ăn được. Bong thằng này ngon. Đang ăn cơm ăn đấy ngọt không? Thì ăn xong. Thế thử tí. Mua ấy bì ra mà. Thế luôn. Vậy con ăn cắn. Phát hết luôn. Chính ra bì nhá, sang Tàu hoặc là sang Hàn Quốc là ăn được. Bởi vì ăn cay được, ăn mỡ được, dầu mỡ được. Dầu mỡ là Trung Quốc hoặc cả Hàn Quốc ăn. Còn dầu mỡ. Ấy bà xin lý từng thất làm đấy. Dạ. Muốn lần rồi. Bao nhiêu? Nó cay dầu rồi thôi. Muốn dầu gì? Dầu rán. À mỡ, đấy là mỡ. Muốn mỡ lợn nhỉ? Dầu. Như là vi quả. À, nó toàn là dầu thực vật. Toàn nhãn. À. Thực tài cũng là nóng mà lại chả chừa. Của mình không thu, của người không giả. Ừ. Đấm nha răng nha. Có con dao của nó hôm nào ấy. Có một cắt rau cắt cỏ rồi đấy. Bỏ đây, đi chợ rồi. Vậy là xong bữa trưa rồi cả nhà. Nhà sệ đã ăn xong rồi. Đi con. Chiều. Con bơm thêm nước nhá. Hả? Con bơm thêm nước nhá. Ừ, bơm thêm ít nữa rồi. Không được nhảy vào đâu nhá. Ừ. Có chai xanh rồi mày. Tắt rồi.